Bình thủy điện Kalai KL888, hai tùy chỉnh dành riêng cho pha trà và pha sữa. Tiên phong tích hợp lõi lọc RO cho nguồn nước luôn tinh khiết. Tháo lắp dễ dàng. Dung tích lớn tới 2,7 lít, thoải mái cho nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Công suất 2.200 W ấn tượng, đun sôi nhanh chóng. Linh hoạt tùy chỉnh với 7 mức nhiệt và 9 mức nước. Quá an toàn, thông minh, không lo sự cố. Cấu tạo hoàn toàn từ vật liệu cao cấp, bảo đảm an toàn sức khỏe. Bình thủy Kalai KL888, lọc sạch, đun nhanh, giữ ấm lâu dài.